Năm 2020 là năm đầu tiên Nhật Bản chính thức mở cửa thị trường nhập khẩu trực tiếp quả vải thiều của Việt Nam. Trong đó, tỉnh Bắc Giang đã có 19 mã số vùng trồng vải thiều được cấp để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với diện tích 103 ha của hai huyện Lục Ngạn và Tân Yên. Để chuẩn bị cho việc xuất khẩu vải thiều vào thị trường Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành rà soát cấp mã số vùng trồng theo yêu cầu của phía Nhật Bản. Cùng với việc rà soát cấp mã số vùng trồng, tỉnh Bắc Giang đang tích cực hướng dẫn nông dân về quy trình sản xuất vải an toàn, đúng tiêu chuẩn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng theo danh mục cho phép, ghi nhật ký sản xuất. Đồng thời, mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Năm nay, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang đạt hơn 28.100 ha, sản lượng dự kiến khoảng 160.000 tấn. Trong đó vải sớm khoảng 6.000 ha, sản lượng khoảng 45.000 tấn, vải thiều chính vụ hơn 22.000 ha, dự kiến sản lượng khoảng 115.000 tấn. Hiện nay, với việc Bắc Giang đã mở rộng diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt Việt Gáp lên 14.300 ha, theo tiêu chuẩn Global Gáp là 80 ha. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng có 200 ha vải thiều đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, nên việc xuất khẩu quả vải sang Nhật Bản là hoàn toàn khả thi.